Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay lại tiếp tục với Cần Câu. Đã 20 món nha mọi người. Đấy, quay sơ qua cho mọi người nhìn trước đây. Rồi mình sẽ giới thiệu từng món cho mọi người. Đấy. Đầu tiên là cái cần hai đoạn này. Thì theo như mình thấy á, cái cần hai đoạn này, cần này cần Suzumi nha mọi người. Suzumi. Để mình gỡ luôn cái đoạn này ra. Cần Suzumi này. Cái đoạn là cái phang chỗ này thì nó bị mắc rồi. Và cái đọt tray này. Cái đọt tray này theo mình nhìn nhé, thì không biết có phải của nó không, nó về thì nó cọc băng keo như thế này luôn nha mọi người, nó về thì nó cọc băng keo như thế này luôn, nhưng mà mình thấy nó rời cái đế inox rồi, nó lại inox phải đút vào trong này, nó cố định thế này này. Đấy, về thì mình thấy nó rời ra luôn rồi. Hình như cái này mình thấy nó cũng ngắn hơn so với cái đoạn ống này, mình thấy có vẻ như là hình như nó không phải của nó, phần là cái phần cọc dây nhựa dây cước chỗ này này cho cái khoang này này nó khác nữa, nên mình thấy nó không phải của nó lắm. Đấy, đây là mọi người mua này về dán keo lại cái này với lại vẫn xài được nha mọi người. Đó, dán keo lại vẫn xài được bình thường đó. Đấy là mình báo trước cho mọi người. Đó, hai đoạn thì cái tray này thì khoang vẫn còn ok, cái đọt tray khoang ok, còn cái thanh dưới này mà mắc mất cái khoang này rồi. Đây, bát thì bát vặn đây. Cái này thì rất là rẻ thôi, vì để mọi người về chế tạo nên nó với giá chỉ 130 thôi mọi người. Nó ghép vào thì dài 2 mét này, thu vào thì 1 mét 18 này. Cân nặng là 160 gram. Đường kính đọc đỉnh của nó là 2,4 ly nhé. Rồi, số 1. Số 1. 130.000. Tiếp theo là một cây cần ba đoạn. Đây, cần ba đoạn. Mình ủng thêm cái đọt cho mọi người. Đấy, cần ba đoạn đây. Khoan đào này. Đấy, cọc thêm vào chỗ này. Không biết có bị sao không mà thấy người ta cái cuốn thêm cước người ta cọc vào đây. Đây, khoan thì chỉ có một cái khoan này là bị hư thôi nha mọi người. Đây, khoan cuối này nó bị hư, khoan cuối cùng sát với cái máy nhất nó bị hư, bát vặn này. Đây, thằng này chắc liệu là phíp nha mọi người. Đây, hãng thì mắc tem rồi nên không biết hãng gì. Ngoại hình của nó khoảng 65%. Đấy, 65% là mình nói về cái màu sơn rồi thôi nha mọi người. Còn về khoan viết thì mình đã quay cho mọi người là mình không có nhận xét bao gồm trong đó. Số 2. 250.000. 250.000. Đấy. Tiếp theo là cái cần hai đoạn. À, cần này có cái này ngon này. Cần này cước đi theo rồng rọc luôn rồi, có rồng rọc ở đầu luôn. Đấy, rất là chắc nha mọi người. Cần này rọc rất là chắc này. Cần này là cần Daiwa. Đấy, hiệu Daiwa, chất liệu là phíp. Bề ngoài của nó 80-85% trở lên nha mọi người. Bát Fuji này, dàn phang đều còn ngon hết. Dàn phang đều còn ngon nha mọi người. Đấy,
dài 1,8 m, thu vào thì nó 93 cm, đường kính đột đỉnh là 3,6 ly, còn cân nặng là 200 g. Đó. Con này con số 3, đây là số 3, 250, 250 nghìn rồi. Tiếp theo là một cây cần rút này, chỉ có hiệu này thế này thôi. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp, ngoại hình của nó khoảng 75% này, dàn phang của nó này. Đấy, có cái phang cuối này thì bị hỏng rồi. Đấy. Còn phang này kim loại còn đá hết. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn nhiều được, bốn đoạn. Đắt thường. Dài 3,5 m, thu vào 1 m. Đường kính đột đỉnh là 1,9 ly. Cân nặng 180 g. Cây này cây số 4. Này 170.000. Số 4 170.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5. Cũng y cái cây số 4 luôn. Số 5 cũng y cái cây số 4 luôn mọi người. Nhưng mà cây này thì ngoại hình cũng tương đương, ngoại hình cũng tương đương với cây số 4. Đấy. Khoảng 75%. Đấy. Bắt trượt thường này. Đấy. Nhưng mà cây này là bị mắc cái nắp đít vặn rồi, mắc cái nắp đít vặn nha mọi người. Đấy. Dàn phang này, phang ok này. Cây này cũng là dài 3,5 m nha mọi người. Đây, thông số nó như thế thôi. Thu vào thì có 1 m, 1,02 m. Đường kính đột đỉnh là 1,9 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cây số giống mắc cái nắp rồi nên nhẹ hơn tí nha mọi người. Số 5 rồi, bán 150 nghìn, 150 nghìn nha mọi người. Tiếp theo này, tiếp theo là một cây này, hãng này đây. Đấy. Đi cái mặt hàng này đây. Rồi. Cần phíp nha mọi người, phíp cần rút. Đấy, bát Fuji này, bát Fuji FS6 này. Màu hình của nó khoảng có 80%. Đấy. Nước sơn của nó được 80%. Này, phang thì có cái bị bể nứt này, đấy, bể nứt thì phải dán keo này. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn mọi người. Dài 2,7 m, thu vào là 1 m. Đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 210 g. Số 6. Con này bán 170 nghìn. Số 6 170 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 7. Cũng là một cây cần rút, hiệu gì thì mắc tem là giờ không thấy hiệu gì nhé. Ngoại hình của con này khoảng cỡ 60% thôi. Đấy. Bát Fuji FS6 này. Đây, coi thì còn hơi mờ mờ, đang biết thấy được cái hãng gì không. Này, dàn phang của nó mọi người này. Phang của nó còn ngon nha mọi người, dàn phang còn ngon nhé. Đấy. 1
2 3 4 4 lóng nha mọi người, 4 đoạn. Chất liệu là phíp. Căn này dài 3 mét, thu vào 90 cm. Đường kính đọc đỉnh là 1,2 ly, còn cân nặng là 180 g. Rồi số 7. Giá 200. Số 7 200 nè. Tiếp theo là cần số 8, đi cần Olympic, cần rút nha mọi người. Chất liệu phíp này. Ngoại hình 70-75% trở lên nhé. Này, thằng phang của nó. Này, nứt này. Đó. Nó có 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn tất cả. Bát thì bát nhựa. Căn này dài 2,4 m. Thu vào 88 cm, đường kính đọc đỉnh là 2 ly. Cân nặng của nó là 180 g. Giá tiền của nó là 130.000. Số 8. Số 8 130.000 nha mọi người. Tiếp theo một cây cần rút số 9. Hiệu ghi ra. Cần này cần phíp, ngoại hình 70%. Này, dàn phan kim loại. Người về đánh bắt là cái này nó sạch trơn rồi nhé. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn nha mọi người. Ba ống. Bát thì bát nhựa. Hàng này dài 2,4 m, thu vào 87 cm. Đường kính đọc đỉnh là 2,9 ly. Cân nặng là 200 g. Số 9. Cần này 100. Số 9 100. Tiếp theo cái cần số 10. Đây là một cái cần rút Olympic nữa nha mọi người. Rút Olympic này. Cần này chất liệu là phíp thôi, ngoại hình của nó thì khoảng 60% thôi. Đấy. Nó hơi bụi đất một tí. Dàn phan này. Nứt bể, dàn phan này chắc về mọi người phải thay đi rồi. Đấy, như mọi người đã thấy, dàn phan này về thay đi rồi. Đấy. Đọc. Nó cũng 3 đoạn nha mọi người. Nó 3 đoạn. Bát nhựa. Dài 21 thu vào dài 21 thu vào là 77 cm này, đường kính đọc đỉnh là 2 ly này, cân nặng 180 g này. Số 9, số 10. Số 10. Cái này bán 80.000. Số 10 80.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 11 là một cái cần Nissin. Missing nha mọi người. Cần này thì chất liệu là phíp thôi, cần rút. Ngoại hình của nó 90-95% trở lên rồi. Nhìn rất là mới đẹp. À, đọc này, nhìn dàn phan đã chưa. Đấy, nhìn thấy dàn phan là thích rồi. Dàn phan Fuji luôn. Đấy. Đọc mảnh nha mọi người. Này. 2 3 4 5. Nó có tất cả 5 lóng. Fuji FS6 này. Cây này dài 3 mét, thu vào là 69 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 0,8 ly thôi, rất là mảnh. Cân nặng là 200 g.
Này số 11. 280.000. 11 280.000 nha mọi người. Tiếp theo, cây số 12. Này. Cũng là một cây cần rút. Tem tung đi đâu rồi, không thấy. Nhạc rồi. Đó. Chất liệu phíp này. Ngoại hình của nó con này thì khoảng 60-65% trở lên nha mọi người. Này. Cái đọt của nó thì này, cái đọt này. Cái đọt mà như bị thay rồi nha mọi người. Mình thấy người ta gắn cái đọt, người ta đúc cái đọt của cần tay vào này. Nhưng mà cái đọt này vẫn xài được. Thôi cần mảnh mọi người về chỉ cần thêm khoan vào đây là được nhé. Thêm mấy cái khoan vào đây là được. Rồi, còn được mấy cái khoan vào đây. Hai cái khoan còn được, còn hai cái khoan này thì bị mắc đá rồi. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn tất cả nha mọi người, bốn đoạn. Bát Fuji FS6 này. Đây. Cái cần này dài 2,4 m, thu vào là 68 cm. Đường kính đọt đỉnh của nó là 1 ly. Cân nặng là 100 g. Số 12. 101. 110.000. Số 12 110.000 nhé. Tiếp theo. Số 13 là cũng là một cây cần rút. Này, hiệu gì thì thấy có mỗi cái tem này thôi nha mọi người. NGK. NGK nha mọi người, hiệu NGK. Này, cần rút này thì chất liệu cũng là phíp thôi. Ngoại hình của nó khoảng 65%, 65-70%. Đấy, phan này. Đó. Ok, nó có 3 đoạn nha mọi người, 3 đoạn. Bát Fuji FS6. Cần là dài 2,1 m, thu vào ngắn nhất của nó là 76 cm. Đường kính đọc đỉnh là 1,3 ly. Cân nặng là 110 g. Cái này số 13. 13 giá 190. 13 giá 190.000. Tiếp theo số 14. Số 14 là một cây cần rút Ryobi. Đấy, cái cần này thì cũng chất liệu là phíp thôi. Nhưng mà khá nhỏ, mình thon nha mọi người. Đây. Cái cần này ngoại hình hết ngoại hình cũng phải được 90% đó nha mọi người. 90%. Có điều là nó bị mất mất cái nắp đại đế này rồi, mất mất cái nắp đại đế nhé. Này, phan này. Okay. Cái phan này bị mất đá nha mọi người, cái phan này mất đá, phan gần cuối bị mất đá. Đó, đọt này. Nó chỉ có hai đoạn thế này thôi. Đấy. Cái cần này á thì dài 1,6 m, thu vào là 96 cm, đường kính đọc đỉnh là 1,3 ly, còn cân nặng là 100 g. Này số 14. 14 giá 180.000. 14 giá 180.000. Tiếp theo 15 là một cái cần tay này, cần tay rút cho mọi người. Đấy. Ngoại hình của cái cây này thì 90% trở lên, 90-95% trở lên, rất là mới. Đấy. Và con này chất liệu là phíp cho mọi người. Khá là mảnh nha mọi người. Đấy. 1, 2, 3, 4,
5, 6, có tất cả 6 lóng. Đấy. Đây là dài 5m2 này, thu vào là 1m04 này, cân nặng là 380g này, đường kính đột đỉnh của nó là 80 ly, à, 0,8 ly. Cây này cây số 15 nha mọi người. Cây này 230.000. 230.000. Tiếp theo là một cây cần tay nữa, cần tay rút. Đấy. Tay em hãng gì thì mất rồi. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của con này thì khoảng 75% nha mọi người, 75%. Đọt này. Cái này đọt cũng khá to. Đấy. 2 3 4. Đấy nha mọi người. Cây này dài 3m4, thu vào là 1m7. Cân nặng của nó là nhầm rồi, mình đo lại cây này nha mọi người. Xem thử chứ, cây này sẽ chia thu vào 1m7 được. Nhầm. Thu 1m07 mọi người, 1m07. Nhầm nhé. Thu vào là 1m07. Centi. Đấy. 1m với 7cm nữa. Đấy, 1m07. Đường kính đột đỉnh là 1,7 ly. Cân nặng là 140g nhé. Con này cây số 16, giá 100.000. 16. Giá 100.000. Cái này như hai cái đột trên là bị thay rồi sao? Đấy. Hai cái lọc tranh này mà. Hai cái lọc tranh màu đen này như là bị thay rồi nhé. Tiếp theo là một cây cần hiệu này đây. Đấy. Cần này cũng là cần tay nha mọi người. Cần tay rút. Chất liệu là phíp. Con này ngoại hình khoảng 75%. Đấy. Đọt có thằng mảnh này. Cái này không biết bị lỏng bị gãy gì, người ta khai mà thấy bó vô này nha mọi người, bị lỏng vô này đấy, lỏng bị gãy gì trong này rồi sao mà nó cắn này, đến rồi nó lỏng nha, 1 lỏng 2 lỏng 3 lỏng 4 lỏng 5 lỏng. Đấy, con này có bị gãy đồ, người ta thay đồ hay là người ta nấu thêm mọi người. Đấy, cái này 3m6 này, thu vào là 90cm, đường kính đột đỉnh là 0,8 ly. Đấy, cân nặng 140g. Cái này cây số 17. Vậy, cây này bán 150.000. Tiếp theo cây số 8 là cây cần này. Đấy, cây cần rút tay nhỏ. Đấy, cây cần này chất liệu là phíp nha mọi người, hãng gì thì không thấy tem nữa đâu. Đấy. Cái này ngoại hình của nó khoảng 75% nha mọi người. Mình nhắc đi nhắc lại, ngoại hình là mình chỉ nhận xét về màu sơn thôi nha mọi người, còn lại về khoang hay là về những cái thứ khác thì mình sẽ qua cho mọi người coi luôn đó.
hai đoạn, ba đoạn, cần là chỉ có ba đoạn thôi, ba đoạn. Cần là dài 2,4 m, thu vào 88 cm, đường kính đọt đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là chỉ có 40 g thôi. Đấy, cây này cây số 18, 80.000, 18, 80.000 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 19, 19 này, hãng gì đây, đây mọi người. Cái cần này thì ngắn, cái cần tay nha mọi người, cần tay. Cần này chất liệu là phíp, đọt của nó này, đọt mảnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nó có 8 lóng tất cả. Đấy, 8 lóng tất cả. Cần dài 3,6 m, thu vào 53 cm, đường kính đọt đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 120 g nha mọi người. Cái này 150.000. Cái này số 19, 150.000, 150.000 nha mọi người. Số 20, số 20 là một cái cây đỡ nha mọi người, cây đỡ. Đây, chỗ này nó hơi cong một tí thôi, mọi người về uống lại xíu là xong. À, giá 80.000. Cái này dài 1,02 m, cân nặng là 180 g. Số 20, 80.000. Số 20, 80.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Hôm nay thì mình chỉ có bán đi là 20 món đồ vậy thôi. Mà mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng. Và hàng máy cao thì đồ cao thì mình ship code nha mọi người. Mọi người nhận hàng thì bắt buộc mọi người phải mở hàng ra, mọi người xem hàng, mọi người kiểm tra hàng xem nó có bị nứt vỡ hay là gãy gì không, và nó có đúng với lại cái cần mình mô tả hay không nhé. Rồi mọi người nếu thấy sai sót thì mọi người có thể alo cho mình và hoàn hàng về cho mình nhé. Còn những trường hợp mà nhận hàng mà không chịu coi á, lúc mở ra gãy vỡ bể đồ hay sai sót cái này cái kia là mình không chịu trách nhiệm vấn đề đó nha mọi người. Tại vì nếu mọi người mở ra lúc đó luôn là có nhân viên chuyển phát ở đó thì mọi người báo cho mình, thì mình báo bên vận chuyển để người ta còn bồi thường về thiệt hại về vấn đề gãy vỡ đồ cho mình nhé. Còn lại những trường hợp nhận xong rồi mà mới điện cho mình thì mình cũng chịu bó tay nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.